Bạn đã bao giờ nói ra một điều và ngay sau đó ước gì mình chưa nói chưa? Hay bạn từng im lặng nhưng lại hối hận vì đã không lên tiếng kịp thời? Đây không chỉ là câu chuyện của riêng bạn, mà còn là bài học lớn trong cuộc sống. Chúng ta sống trong một thời đại nơi mọi thứ chuyển động nhanh chóng. Giao tiếp là cầu nối giữa con người, và sức mạnh của lời nói hay sự im lặng có thể định hình các mối quan hệ, sự nghiệp, thậm chí cả cuộc đời. Nhưng nghịch lý ở đây là, càng giao tiếp nhiều, chúng ta càng dễ mắc sai lầm. Có lúc chúng ta nói quá nhiều, không để ý rằng lời nói của mình có thể gây tổn thương. Có lúc, chúng ta im lặng đến mức bỏ lỡ cơ hội để làm sáng tỏ vấn đề hay bảo vệ chính mình. Hãy thử nhìn lại cuộc sống của bạn, đã bao nhiêu lần bạn tự hỏi, nếu lúc đó mình nói ra, mọi chuyện có khác đi không? Hoặc, giá như mình giữ im lặng, có lẽ mối quan hệ này không đổ vỡ. Những câu hỏi như thế không chỉ ám ảnh chúng ta, mà còn khiến ta chăn trở về nghệ thuật giao tiếp khi nào nên lên tiếng, khi nào nên ngừng lại. Trong video hôm nay, hay đúng hơn, bài viết dài hơi này, chúng ta sẽ đi sâu khám phá vấn đề. Không chỉ dừng lại ở câu trả lời đơn giản, tôi sẽ cùng bạn phân tích, chia sẻ những bài học cụ thể để giúp bạn rèn luyện nhân cách, kiểm soát cảm xúc, sử dụng lời nói khéo léo và phát triển tư duy. Đây không chỉ là nghệ thuật giao tiếp, mà còn là chìa khóa để bạn sống tốt hơn trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực. Hãy sẵn sàng, những điều bạn sắp đọc có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh. Phần 2, hiểu sức mạnh của lời nói và sự im lặng. Bạn có biết rằng một câu nói có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn hoặc của người khác, nhưng cũng chính nó có thể phá hỏng tất cả. Vậy, làm sao để không mắc sai lầm? Tầm quan trọng của lời nói. Hãy nghĩ về một lần bạn nhận được một lời khen ngợi chân thành. Có thể đó là từ một người thầy, một đồng nghiệp hay thậm chí một người lạ. Cảm giác lúc đó như thế nào? Lời nói ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn mà còn có thể thay đổi tâm trạng của bạn cả ngày, thậm chí cả tuần. Lời nói có sức mạnh kỳ diệu. Một câu động viên có thể thúc đẩy người khác vượt qua khó khăn, còn một lời chỉ trích có thể đẩy họ vào hố sâu của sự tự ti. Đây là lý do tại sao việc nói gì, nói như thế nào và nói khi nào đều cực kỳ quan trọng. Nhưng có lẽ chúng ta không nhận thức được sức mạnh này trong những tình huống thường nhật. Trong công việc, chúng ta dễ dàng trách móc một đồng nghiệp vì một lỗi nhỏ mà không nghĩ rằng lời nói ấy có thể khiến họ cảm thấy bị xem thường. Trong gia đình, một câu nói thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận có thể làm tổn thương sâu sắc người thân yêu nhất. Sức mạnh của sự im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng cũng là một công cụ mạnh mẽ nếu biết cách sử dụng. Trong nhiều tình huống, im lặng không phải là sự thụ động, mà là biểu hiện của sự khôn ngoan. Khi bạn im lặng, bạn cho bản thân không gian để suy nghĩ, để kiểm soát cảm xúc và để lắng nghe. Thử tưởng tượng, trong một cuộc tranh luận, nếu bạn đáp trả ngay lập tức, cảm xúc có thể khiến lời nói của bạn trở nên gay gắt. Nhưng nếu bạn chọn im lặng, không chỉ bạn kiểm soát được bản thân, mà bạn còn khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng. Sự im lặng lúc đó chính là vũ khí mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Dẫn chứng thực tế, hãy nhìn vào các mối quan hệ hiện đại. Mạng xã hội, một bài đăng có thể bùng nổ tranh cãi chỉ vì một câu nói sai lầm. Nhưng sự im lặng hoặc lời nói tích cực lại có thể hóa giải mọi mâu thuẫn. Gia đình, những cuộc cãi vã giữa các thế hệ thường xuất phát từ việc nói quá nhiều mà không lắng nghe. Im lặng đúng lúc có thể là chìa khóa để duy trì hòa khí. Công việc, một nhân viên biết khi nào nên lên tiếng và khi nào nên lắng nghe luôn được đánh giá cao hơn một người chỉ biết nói liên tục. Hãy nhớ rằng, lời nói là con dao hai lưỡi, nhưng sự im lặng cũng là một món vũ khí lợi hại. Điều quan trọng là bạn phải biết khi nào nên sử dụng chúng. Phần 3, khi nào nên lên tiếng. Có những thời điểm nếu bạn không nói, bạn sẽ mất tất cả. Nhưng làm sao để biết đâu là lúc cần cất tiếng nói? Chúng ta thường sợ nói ra, sợ bị hiểu lầm, sợ làm tổn thương người khác hoặc chính bản thân mình. Nhưng im lặng đôi khi là đồng lõa với những điều sai trái, là bỏ lỡ cơ hội để thay đổi. Để biết khi nào nên lên tiếng, bạn cần cân nhắc 3 yếu tố chính, mục đích, tác động và thời điểm. 1. Lên tiếng vì công lý. Có những tình huống trong cuộc sống mà sự im lặng sẽ khiến bạn cảm thấy tội lỗi, dù ngay lúc đó bạn nghĩ mình đang làm đúng. Ví dụ, chứng kiến một hành vi sai trái ở nơi công sở nhưng vì muốn giữ hòa khí, bạn chọn cách lờ đi. Hay trong gia đình, bạn thấy một quyết định không hợp lý nhưng ngại nói ra vì sợ mất lòng. Trong những trường hợp như vậy, hãy tự hỏi, sự im lặng của mình có gây hại không? Nếu câu trả lời là có, bạn cần lên tiếng. Lời nói của mình có thể làm gì tốt hơn không?
Nếu nó mang lại lợi ích cho cả cá nhân và tập thể, hãy mạnh dạn bày tỏ. 2. Lên tiếng bảo vệ chính mình. Rất nhiều người nhẫn nhịn để giữ hòa khí, dẫn đến việc cảm thấy bị xem thường hoặc không được tôn trọng. Hãy nhớ rằng, không ai có quyền làm bạn tổn thương và bạn có quyền lên tiếng khi điều đó xảy ra. Đừng sợ người khác phán xét, bởi sự im lặng chỉ khiến bạn mất đi giá trị của chính mình. Ví dụ, nếu bạn bị cấp trên giao việc ngoài khả năng hoặc trách nhiệm, hãy trình bày rõ ràng. Nếu bạn bị ai đó nói xấu, hãy đứng lên bảo vệ danh dự bản thân. 3. Lên tiếng để tạo cơ hội. Cuộc sống đầy rẫy những cơ hội mà chỉ khi bạn mở lời, bạn mới có thể nắm bắt. Một lời đề nghị hợp tác, một câu hỏi xin lời khuyên, hay chỉ đơn giản là bày tỏ mong muốn có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng, cơ hội không gõ cửa hai lần. Cách lên tiếng đúng cách. Lên tiếng không có nghĩa là nói thẳng một cách cứng nhắc hay chỉ trích gay gắt. Để lời nói của bạn có trọng lượng, chọn thời điểm phù hợp, đừng nói khi bạn hoặc người đối diện đang nóng giận. Chọn ngôn từ lịch sự, khéo léo, thay vì chỉ trích, hãy đưa ra quan điểm mang tính xây dựng. Chứng minh bằng lý lẽ, đừng chỉ nói bằng cảm xúc, hãy nói bằng sự thật. Khi bạn biết khi nào cần lên tiếng, bạn sẽ nhận ra rằng lời nói có sức mạnh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn thay đổi cả thế giới xung quanh. Phần 4. Khi nào nên giữ im lặng? Im lặng là vàng nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Vậy khi nào im lặng thực sự là lựa chọn tốt nhất? 1. Khi cảm xúc đang chi phối. Trong lúc tức giận, buồn bã hay căng thẳng, những gì bạn nói ra thường không phải là những điều bạn thật sự muốn. Những lời nói trong lúc nóng giận giống như mũi tên lao đi, một khi đã phóng ra, bạn không thể thu lại. Ví dụ, trong một cuộc tranh cãi gia đình, nếu bạn cảm thấy bản thân đang mất kiểm soát, hãy chọn cách im lặng. Điều này không phải là trốn tránh mà là để giữ sự bình tĩnh và tránh làm tổn thương người khác. 2. Khi đối phương không sẵn sàng lắng nghe. Đôi khi, bạn có thể nói đúng, nhưng đối phương không muốn hoặc không đủ khả năng tiếp nhận. Trong những trường hợp như vậy, lời nói của bạn không những không hiệu quả mà còn có thể làm mâu thuẫn thêm trầm trọng. Hãy chờ thời điểm thích hợp hơn, khi cả hai sẵn sàng trò chuyện cởi mở. 3. Khi sự thật không cần phải nói ra. Không phải lúc nào sự thật cũng cần được phơi bày, nhất là khi nó không mang lại lợi ích gì cho ai. Ví dụ, bạn có thể biết một điều gì đó nhạy cảm về người khác, nhưng việc nói ra sẽ chỉ gây tổn thương mà không giải quyết vấn đề gì. 4. Khi bạn muốn quan sát và học hỏi. Im lặng đôi khi không phải là sự thụ động mà là cách để bạn quan sát, lắng nghe và hiểu rõ hơn về tình huống xung quanh. Như người xưa nói là gieo, nghe là gặt. Im lặng đúng lúc có thể giúp bạn thu thập thông tin và hiểu rõ vấn đề hơn. Phần 5. Cân bằng giữa lời nói và sự im lặng. Sự cân bằng giữa nói và im lặng không chỉ là nghệ thuật giao tiếp mà còn là cách bạn rèn luyện nhân, tâm, khẩu, ý. Trong cuộc sống hiện đại, biết cách cân bằng giữa lời nói và sự im lặng sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn, cải thiện sự nghiệp và thậm chí tăng cường sức khỏe tinh thần. 1. Rèn luyện, nhân, qua giao tiếp. Nhân là lòng trắc ẩn, là cách bạn đặt mình vào vị trí của người khác. Trước khi nói hay im lặng, hãy tự hỏi, điều này có lợi ích cho người khác không? Có làm tổn thương họ không? 2. Kiểm soát tâm trước lời nói. Tâm tĩnh lặng giúp bạn kiểm soát cảm xúc trước khi nói. Hãy rèn luyện sự bình tĩnh qua thiền định, đọc sách hoặc thực hành những bài tập thở đơn giản. 3. Luyện khẩu để nói đúng, nói hay. Hãy học cách sử dụng ngôn từ một cách khéo léo và chân thành. Nói ít nhưng ý nghĩa, lời nói của bạn sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn khi nó xuất phát từ sự chân thành và suy nghĩ thấu đáo. 4. Phát triển ý để biết lúc nào nên im lặng. Tư duy mạnh mẽ giúp bạn quyết định khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Hãy luôn suy nghĩ kỹ trước mỗi lời nói và nhớ rằng đôi khi, lời nói giá trị nhất chính là sự im lặng. Phần 6. Hậu quả của việc nói sai lúc, sai chỗ. Một lời nói sai thời điểm có thể phá hủy cả một mối quan hệ, sự nghiệp hoặc uy tín. Vậy làm thế nào để tránh những hậu quả không đáng có? 1. Tác động lên mối quan hệ. Khi nói không đúng lúc hoặc dùng từ ngữ không phù hợp, bạn có thể làm tổn thương người khác, kể cả khi đó không phải là ý định của bạn. Ví dụ, một lời chỉ trích trong lúc người bạn của bạn đang chịu áp lực có thể khiến họ cảm thấy bị phản bội, dù ý bạn chỉ muốn giúp họ tốt hơn. Giải pháp, trước khi nói, hãy cân nhắc cảm xúc của người nghe và hoàn cảnh hiện tại. 2. Tổn thất trong sự nghiệp. Trong môi trường công việc, một câu nói bộc phát hoặc mang tính phán xét có thể làm bạn mất cơ hội, gây mất lòng đồng nghiệp hoặc thậm chí phá hỏng hình ảnh chuyên nghiệp của bạn.
Giải pháp, nếu không chắc chắn, hãy chọn cách im lặng hoặc yêu cầu thêm thời gian để trả lời. Điều này thể hiện sự chín chắn và chuyên nghiệp. 3. Ảnh hưởng đến chính bạn. Nói sai chỗ không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bạn cảm thấy hối tiếc, mất tự tin hoặc thậm chí mất đi sự tin tưởng của mọi người. Giải pháp, học cách xin lỗi và sửa sai nếu bạn nhận ra mình đã nói điều không phù hợp. Phần 7. Hậu quả của việc im lặng không đúng lúc. Im lặng không đúng lúc không chỉ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội mà còn có thể khiến bạn chịu thiệt thòi lớn. 1. Đánh mất cơ hội. Một câu hỏi đơn giản, một lời đề nghị có thể là bước ngoặt của cuộc đời bạn. Tuy nhiên, sự sợ hãi hoặc do dự thường khiến chúng ta im lặng và bỏ qua cơ hội. Ví dụ, bạn muốn bày tỏ ý kiến trong một cuộc họp nhưng ngại rằng nó không đủ hay, và cuối cùng, ý tưởng của bạn bị người khác trình bày. 2. Tăng thêm hiểu lầm. Im lặng khi cần giải thích thường khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ, khi bị buộc tội oan mà bạn chọn cách im lặng, người khác có thể coi đó là sự thừa nhận. Giải pháp, hãy trình bày sự thật với thái độ bình tĩnh và trung thực khi bạn bị hiểu lầm. 3. Tự làm tổn thương chính mình. Khi bạn im lặng trước những điều bất công hoặc nhu cầu của chính mình, bạn sẽ cảm thấy chán nản và tự trách bản thân. Giải pháp, hãy rèn luyện lòng can đảm để lên tiếng khi cần thiết, đặc biệt là khi bảo vệ quyền lợi của bạn. Phần 8. Kỹ năng giao tiếp cân bằng, lắng nghe nói đúng im lặng đúng lúc. Làm sao để lời nói và sự im lặng của bạn luôn tạo ra giá trị tích cực? 1. Nghệ thuật lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là để hiểu mà còn để tạo dựng mối quan hệ sâu sắc hơn. Khi bạn lắng nghe, bạn không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn thể hiện sự tôn trọng với người khác. Mẹo nhỏ, hãy lắng nghe bằng cả tâm trí và cảm xúc, tránh cắt ngang hoặc phán xét. 2. Nói đúng nói ít nhưng chất lượng. Lời nói của bạn nên mang lại giá trị, giúp giải quyết vấn đề hoặc tạo động lực. Đừng nói chỉ để thể hiện bản thân hoặc áp đặt ý kiến. Mẹo nhỏ, trước khi nói, hãy tự hỏi, điều này có ích không? Có cần thiết không? 3. Im lặng đúng lúc bảo vệ năng lượng tinh thần. Đôi khi, im lặng không chỉ là một lựa chọn mà là cách để bạn bảo vệ bản thân khỏi những cuộc tranh cãi không đáng hoặc những người tiêu cực. Mẹo nhỏ, khi cảm thấy bị khiêu khích, hãy tạm dừng, hít thở sâu và suy nghĩ trước khi phản ứng. Phần 9. Kết hợp lời nói và im lặng để rèn luyện nhô tâm khẩu ý. Lời nói và sự im lặng không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cách để bạn rèn luyện bản thân. 1. Rèn, nhân, qua lời nói thiện lành. Hãy dùng lời nói để truyền cảm hứng, động viên và giúp đỡ người khác. Đừng dùng lời nói để làm tổn thương hoặc chỉ trích, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn phản ánh tâm hồn bạn. 2. Tu tâm, qua sự bình tĩnh, tâm an, ngôn từ mới nhẹ nhàng. Khi bạn kiểm soát được cảm xúc, bạn sẽ biết khi nào cần nói, khi nào nên im lặng. 3. Luyện, khẩu, để tạo phước, không tạo nghiệp. Mỗi lời bạn nói ra đều mang một sức mạnh vô hình. Luyện tập nói những lời tích cực, hạn chế phàn nàn, chỉ trích hay nói xấu. 4. Phát triển, ý, để hành động tỉnh thức. Suy nghĩ chín chắn trước khi nói giúp bạn tránh được những sai lầm. Hãy học cách sống chậm lại, dành thời gian suy nghĩ trước khi hành động. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chúng ta phải cân bằng giữa việc nói và im lặng. Khi biết cách sử dụng cả hai một cách khéo léo, bạn sẽ không chỉ cải thiện bản thân mà còn mang lại giá trị cho mọi người xung quanh. Hãy nhớ rằng, sức mạnh của lời nói không nằm ở số lượng mà ở chất lượng, và sự im lặng đúng lúc chính là nghệ thuật sống cao quý nhất. Bạn đã sẵn sàng trở thành người kiểm soát lời nói và cảm xúc chưa? Nếu có, hãy bắt đầu từ ngay hôm nay. Kêu gọi hành động, đừng chỉ xem, hãy thực sự hành động. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích và muốn khám phá thêm về nghệ thuật giao tiếp, kiểm soát cảm xúc và phát triển bản thân, đừng ngần ngại. 1. Nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng tiếp theo. 2. Thích và chia sẻ video này với bạn bè, người thân, vì biết đâu, điều này sẽ giúp họ cải thiện cuộc sống của mình. Tiếp tục hành trình học hỏi. Nếu bạn muốn đi sâu hơn, hãy xem thêm những video liên quan ngay dưới đây. Nghệ thuật giao tiếp tích cực theo triết lý khắc kỷ. Làm thế nào để ngừng tức giận trong 60 giây? Hãy thử ngay. Kích thích thảo luận, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn. Trước khi rời khỏi video này, tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Bạn nghĩ điều gì khó hơn, lên tiếng đúng lúc hay im lặng đúng lúc? Và vì sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi sẽ đọc và phản hồi những ý kiến thú vị nhất. Chúng ta không chỉ đang xây dựng kỹ năng giao tiếp mà còn đang tạo dựng một cuộc sống hài hòa và ý nghĩa hơn. Hãy nhớ rằng, bạn chính là người duy nhất có thể kiểm soát lời nói và cảm xúc của mình. Và từ hôm nay,
bạn đã bước một bước gần hơn tới sự hoàn thiện bản thân. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.